Điều gì làm nên một khuôn mặt đẹp? Người ta nói rằng cái đẹp chỉ hiện hữu trong thị giác của người nhìn. Nhưng điều gì đã khiến ngoại hình của một người được xem là cuốn hút hơn người khác? Các nhà khoa học đã tìm ra một vài lời giải thích cho điều này. Và cụ thể thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết Điều gì làm nên một khuôn mặt đẹp của tác giả Pandora trên Spider Room nhé. Bài viết được dịch từ bài đăng What Made a Pretty Face trên trang Science New Explore. Chúng ta đều biết rằng thật không nên phán xét một người nào đó qua vẻ bề ngoài. Như câu nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, hay vẻ đẹp chỉ là bề ngoài. Và hơn thế nữa, ngoại hình của một người không chỉ ra bất cứ điều gì về nhân cách của họ. Nhưng thật khó để có thể mặc kệ việc đánh giá ngoại hình một người nào đó. Có cái gì đó hấp dẫn khiến chúng ta phải ngắm nghía. Chúng ta không thể rời mắt khỏi một nam diễn viên điển trai, một nữ diễn viên hay người mẫu xinh đẹp. Như vậy, vẻ đẹp bên ngoài thực sự có tầm ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng vẻ đẹp được định nghĩa như thế nào? Không có câu trả lời nào đơn giản cho câu hỏi này. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã và đang khảo sát về việc làm cách nào mà vẻ đẹp bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi của loài người và những động vật khác. Đồng thời, các nhà khoa học cũng nghiên cứu những khía cạnh thực tế về sự ám ảnh với vẻ đẹp. Một gương mặt đẹp có thể thuộc về một người khỏe mạnh hơn và đơn giản là nó sẽ dễ dàng hơn trong quá trình xử lý của não bộ. Đầu tiên, hãy cùng trả lời câu hỏi thế nào là chuẩn mực trong cái đẹp. Nhìn vào một loạt những bức ảnh, thật đơn giản để chỉ ra những gương mặt nào thu hút chúng ta. Nhiều người khác nhau sẽ có cùng ý kiến về lựa chọn này, nhưng ít ai trong số đó có khả năng chỉ ra một cách chính xác rằng tại sao những gương mặt được chọn, được cho là đẹp. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu hé lộ một vài lý giải. Một câu trả lời tiêu biểu trong số đó là sự đối xứng. Những khuôn mặt mà chúng ta nghĩ là hấp dẫn thường có xu hướng đối xứng. Những khuôn mặt hấp dẫn như vậy cũng được xem là chuẩn mực. Xét một khuôn mặt đối xứng, bên trái và phải của nó sẽ giống nhau. Chúng không phải những hình ảnh giống đến hoàn hảo như nhìn qua gương, nhưng thị giác của chúng ta có thể nhận diện được những gương mặt có những phần tương tự ở hai bên là một gương mặt đối xứng. Anthony Liddle, một nhà tâm lý học ở trường đại học Stirling ở Scotland đã nhận định rằng mọi gương mặt sẽ đều có một chút bất đối xứng. Ông ấy cũng giải thích rằng vì vậy, sự đối xứng sẽ trở nên bình thường trong suy nghĩ của chúng ta và chúng ta trở nên thích nó. Ông Liddle cũng cho rằng sự chuẩn mực bao gồm tất cả những yếu tố, chẳng hạn như kích thước của bộ phận trên khuôn mặt và sự bố trí của chúng. Ví dụ, khoảng cách giữa hai cầu mắt của một người phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến việc cô ấy có được cho là đẹp hay không. Và người ta chỉ ra rằng khoảng cách này nếu chỉ vừa vẹn nhỏ hơn một chút so với nửa chiều rộng khuôn mặt của người phụ nữ thì sẽ trông rất cuốn hút. Và tỷ lệ này đã được tìm ra bởi các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học California, San Diego và Đại học Toronto, Canada. Bên cạnh đó, họ cũng tìm ra khoảng cách hợp lý giữa đôi mắt và miệng của một người phụ nữ là đẹp. Nó sẽ khoảng hơn 2/3 chiều dài khuôn mặt và hai khoảng tỷ lệ này được nhắc đến khá tương thích với phần đông dân số. Như vậy thì việc chúng ta thiên vị một số kiểu gương mặt là đến từ tự nhiên hay là do dần được thui rèn? Phải chăng chúng ta bẩm sinh mặc định về một số kiểu gương mặt ưa thích? Hay nó chỉ là những gì người ta dần nhận thức theo thời gian mà không hề nhận ra? Nhà tâm lý học Judith Langlois và nhóm nghiên cứu của bà ấy tại Đại học Texas ở Austin đã làm việc với những đứa trẻ để khám phá ra đáp án cho câu hỏi này. Một vài trong số những đứa trẻ trong cuộc nghiên cứu mới chỉ 2-3 tháng tuổi và các nhà nghiên cứu đã cho mỗi đứa trẻ xem bức ảnh của hai gương mặt và trong đó một khuôn mặt trông đẹp hơn hình ảnh còn lại và họ ghi lại khoảng thời gian và những đứa trẻ ngắm nhìn mỗi bức ảnh. Những đứa trẻ đã dành thời gian lâu hơn để chú ý vào những bức ảnh có khuôn mặt đẹp hơn. Nhà tâm lý Steve Dishkin, người cùng làm việc với bà Langlois nhận định điều này khi nghĩ là chúng thích nhìn những khuôn mặt đẹp hơn. Và kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy con người ta, từ những năm đầu đời, đã ưa chuộng nhìn những gương mặt đẹp. Nhưng cũng có thể giả thuyết rằng, chúng ta dần học được sự ưa chuộng đó. Và sau đấy, Shien lại một lần nữa chỉ ra rằng, trước những cuộc nghiên cứu trên, thì những đứa trẻ đã có được những trải nghiệm tiếp xúc với những khuôn mặt khác nhau. Và chính sự trải nghiệm đó đã ảnh hưởng đến kết quả của cuộc nghiên cứu. Một nghiên cứu khác được tiến hành tại Đại học Delaware lại cho rằng não bộ của những đứa trẻ nhận diện và xử lý những khuôn mặt có cùng chủng tộc với bé tốt hơn, như cùng là người châu Á hay là châu Phi. Chính vì thế mà chúng sẽ có sự ưa chuộng đối với những khuôn mặt như vậy một cách nhanh chóng hơn. Đó cũng là nhận định của Stein.
Nhà tâm lý học đến từ Đại học Pennsylvania ở Philadelphia, Coren Apicella có cùng chia sẻ rằng có những thứ quen thuộc sẽ có sự hấp dẫn hơn, và điều này phổ biến trong lĩnh vực tâm lý. Bà ấy cũng cho rằng có lẽ những khuôn mặt được phần đông cho là đẹp bởi vì chúng quen thuộc hơn. Thực tế, bà đã làm nghiên cứu để hỗ trợ luận điểm này của mình. Apicella và Lido đã làm việc với hai nhóm thanh niên, người Anh và người Hazza. Người Hazza là một sắc tộc săn bắt hái lượm ở Tanzania, một quốc gia thuộc Đông Phi. Apicella đã chọn họ để tiến hành những thí nghiệm bởi vì họ chưa bao giờ tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây và những tiêu chuẩn vẻ đẹp trước đó. Apicella cho hai nhóm người xem hai hình ảnh khác nhau và yêu cầu họ chọn ra bức ảnh đẹp hơn. Hình 1 là tổng hợp 5 khuôn mặt người Anh và 5 khuôn mặt người Hazza. Hình còn lại là tổng hợp 20 khuôn mặt người Anh hoặc 20 khuôn mặt người Hazza. Những người thuộc hai nhóm văn hóa trên đều có xu hướng thích những khuôn mặt có nhiều đặc điểm tiêu chuẩn hơn, tức là những khuôn mặt được sàng trích ra từ nhóm 20 khuôn mặt thay vì 5. Những người gốc Anh tham gia vào cuộc nghiên cứu có xu hướng cho rằng cả gương mặt của người Hazza và người Anh đều đẹp. Trái lại, nhóm người thuộc sắc tộc Hazza chỉ ưa chuộng những khuôn mặt thuộc tộc của họ. Những khám phá của nhà tâm lý học Apicella cho thấy rằng sự phối hợp giữa sinh học và môi trường định hình cảm quan cái đẹp của chúng ta. Và Apicella cũng nói rằng sự ưa chuộng những chuẩn mực nhan sắc có dựa trên nguyên lý sinh học. Tuy nhiên, con người chúng ta phải trải qua thời gian để định hình những chuẩn mực nhan sắc đó như thế nào. Một cuộc nghiên cứu mới lớn hơn của Kathleen và Isabel Gauthier, hai nhà nghiên cứu đến từ Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee, đã nâng tầm quan trọng của việc tiếp xúc với những khuôn mặt. Và họ cũng thấy rằng điều này không chỉ đúng với những khuôn mặt của con người. Hai nhà nghiên cứu đã yêu cầu 297 thanh niên chiêm ngưỡng chân dung gương mặt của nam giới, phụ nữ, búp bê Barbie và cả đồ chơi biến hình Transform Toy. Phụ nữ thường có xu hướng giỏi hơn nam giới về việc nhận diện các khuôn mặt. Tuy nhiên, những nam giới khi từng tiếp xúc với đồ chơi biến hình khi còn bé sẽ giỏi hơn khi nhận diện những khuôn mặt của loại đồ chơi này. Chính sự tiếp xúc với loại đồ chơi biến hình của cậu con trai đã cải thiện khả năng nhận diện những kiểu hình khuôn mặt khác nhau khi họ lớn lên. Ngoài ra, chuẩn mực vẻ đẹp không chỉ đúng với riêng loài người. Nghiên cứu cho thấy những người có gương mặt cân xứng không chỉ trông đẹp hơn, họ có xu hướng khỏe mạnh hơn những người có góc mặt thiếu đối xứng. Gen cung cấp thông tin hoạt động của một tế bào. Tất cả mọi người có chung số lượng gen, nhưng những người có khuôn mặt chuẩn hơn có thiên hướng có mức độ đa dạng trong nguồn gen lớn hơn. Chính khám phá này, như đã đưa ban đầu, dẫn đến kết quả là việc hình thành một mối duy trì hệ miễn dịch và cơ thể khỏe mạnh hơn. Các nhà khoa học cũng khám phá ra được sợi dây liên kết giữa vẻ đẹp và sức khỏe đối với các loài động vật tương tự như con người. Lấy ví dụ, Molly Morris, một nhà nghiên cứu tập tính sinh học và hình thái học hành vi chuyên nghiên cứu về những nguyên tắc tiến hóa trong hành vi của các loài sinh vật tại Đại học Ohio Athens, đã tìm ra rằng những con cá đuôi kiếm giống cái thích tìm những con đực có tính đối xứng. Loài cá đuôi kiếm có những đường kẻ sọc tối màu hai bên thân. Và Morris nhận thấy những con cá giống cái nhỏ nhắn và có tuổi đời non sẽ thích những con đực có cùng số đường kẻ sọc ở hai bên. Và bà Morris tiếp tục chỉ ra rằng sự ưa chuộng tính đối xứng tìm thấy ở cá đuôi kiếm cũng trùng hợp với phát hiện ở nhiều sinh vật khác, bao gồm cả ngựa văn hay là thằn lằn. Tuy nhiên, quy luật đối xứng vẫn tồn tại một số giới hạn, ít nhất là đối với riêng loài cá đuôi kiếm. Những con cá giống cái lớn hơn về thân hình và tuổi đời sẽ có xu hướng thích những con đực bất đối xứng hơn. Morris đặt ra thắc mắc rằng phải chăng vấn đề trong quá trình sinh trưởng của loài cá này đã dẫn đến sự thay đổi trong sở thích về ngoại hình của chúng. Chính vì thế mà bà cùng nhóm nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm kiểm chứng trên những chú cá. Họ cho một vài con cá đực ăn cùng một loại thức ăn chất lượng thuần và một vài con cá khác ăn chất lượng kém hơn. Một số con đực lớn nhanh hơn khi ăn thức ăn chất lượng cao hơn, và kết quả là những con cá này có những vệt kẻ sọc không đối xứng ở hai bên thân mình. Sự bất đối xứng này minh họa cho nhận định của Morris rằng một con cá đực sẽ dồn năng lượng vào quá trình phát triển nhanh chóng, và trong một vài trường hợp đây là một chiến lược hợp lý. Chẳng hạn, một con cá sống gần với số lượng lớn kẻ thù sẽ chắc chắn có hướng phát triển nhanh hơn vì mục đích sinh tồn. Và vì vậy, bà Morris lý giải rằng những con cá cái sống ở khu vực có sinh cảnh như vậy thường có xu hướng yêu thích những con cá đực bất đối xứng. Những con cá này mang kiểu gen phù hợp nhất với sinh cảnh của chúng và truyền lại kiểu gen này liên tục cho những thế hệ cá đuôi kiếm đời sau. Những nghiên cứu trên các loài chim tiếp tục hỗ trợ cho thiên hướng ưa chuộng vẻ đẹp bề ngoài của các loài vật khác nhau. Để minh họa cho điều này, trong số những con chim loài satin bowerbird, những con chim mái yêu thích những con trống có bộ lông phản xạ được ánh sáng của tia cực tím. Một nhóm nhà nghiên cứu từ Đại học Auburn ở Alabama đã bắt một số chim trống thuộc loài trên để lấy mẫu máu. Kết quả là những con trống mang ký sinh trùng trong máu sẽ có bộ lông ít phản xạ UV hơn so với những con trống khỏe mạnh.
Chính vì vậy, khi mà những con chim mái lựa chọn những con trống mang bộ lông chống tia UV nhiều hơn, chúng chẳng hề nông cạn tí nào, chẳng qua chúng đang chọn ra những ông bố khỏe mạnh cho những chú chim con của chúng mà thôi. Andelai Laujat cũng là một nhà nghiên cứu tập tính sinh thái làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu về Môi trường ở Helmholtz, Leipzig, Đức, cũng đã tìm ra những đặc trưng tương tự ở loài chim công. Quay trở về thời điểm khi bà Loya còn làm việc ở một trung tâm nghiên cứu thuộc chính phủ ở Pháp, khi đó bà vẫn nghiên cứu về các đốm mắt của các loài chim. Đó là những vòng tròn sống động ở điểm cuối mỗi chiếc lông ở đuôi chim, và bà phát hiện ra rằng những con công mái sẽ có thiên hướng chuộng những con trống có nhiều đốm mắt hơn. Và cuộc nghiên cứu cũng giúp bà nhận thấy những con công khỏe mạnh có nhiều đốm mắt hơn ở đuôi. Những con chim trống cũng thường phô diện những chiếc đuôi bóng bẩy thường xuyên hơn để gây sự chú ý cho các con mái. Laujat đã tiến hành tiêm một mũi thuốc cho những con chim trống để kích thích hệ miễn dịch cho chúng. Liều tiêm này khiến chúng có cảm giác như bị ốm, và bà sẽ tiến hành ghi lại những hành vi của chúng sau đó. Những con chim trống sau khi bị tiêm thì sẽ ít phô diễn ra chiếc đuôi sặc sỡ của mình hơn là những con chim khỏe mạnh. Nhưng điều này chỉ xảy ra với những con chim trống có ít đốm mắt hơn. Những con chim trống có nhiều đốm mắt thì dường như không bị ảnh hưởng sau khi tiêm. Điều này giúp chúng ta kết luận rằng vẻ đẹp của một con công cho thấy chúng khỏe mạnh. Kết luận từ bà Loyat, bà lý giải rằng những con công mái nên tránh những con công trống không khỏe mạnh vì chúng dễ bị nhiễm tật. Thêm vào đó, những con chim mái sẽ thường tìm những gen có lợi trong những con chim trống để phù hợp làm bố cho những chú chim con sau này. Và việc chú ý đến ngoại hình và hành vi của những con trống sẽ giúp những con mái quyết định được ai sẽ là đối tượng phù hợp. Trên thực tế, vẻ đẹp đến từ bộ não của chính chúng ta. Có lẽ chúng ta sinh ra với một niềm ưa chuộng những chuẩn mực có sẵn bởi rằng chúng sẽ nói nên điều gì đó với người khác. Chẳng hạn như, nó sẽ giúp chúng ta tìm thấy những bạn đời khỏe mạnh. Hoặc cũng có thể con người thích những chuẩn mực, những khuôn mặt đẹp chuẩn, đơn giản vì chúng được não dễ dàng tiếp nhận. Lang Loy và nhóm nghiên cứu của bà Texas đã nghiên cứu câu nói này bằng một kỹ thuật gọi tắt là EEG, điện não đồ. Những kỹ thuật điện não đồ sẽ đo được những hoạt động về điện học trong não đồ bằng cách sử dụng một mạng lưới những điện cực nhỏ đặt ở ngoài phần đầu cơ thể. Các nhà khoa học đã phối hợp với một nhóm sinh viên tình nguyện để tham gia cuộc nghiên cứu về não bộ của họ. Mỗi sinh viên sẽ được nhìn vào một chuỗi những khuôn mặt khác nhau khi đang mang một mạng lưới những điện cực nhắc đến ở trên. Các khuôn mặt được trình chiếu sẽ bao gồm 3 nhóm: rất đẹp và cuốn hút, không cuốn hút hoặc một số hình ảnh kỹ thuật số bao gồm đặc điểm ghép ngẫu nhiên vào một khuôn mặt chuẩn, thậm chí bao gồm cả những đặc điểm lấy từ mặt của một loài tinh tinh. Và EEG sẽ ghi lại những phản ứng của não bộ mỗi khi sinh viên xem qua những bức hình. Những nhà nghiên cứu sau đó đã tiến hành tìm kiếm trong EEG những hiện tượng về hoạt động điện học để thấy được hoạt động của não bộ. EEG đưa ra kết quả là não bộ những tình nguyện viên tiếp nhận và xử lý những khuôn mặt người nhanh hơn hình ảnh của khuôn mặt tinh tinh. Các nhà khoa học cho rằng kết quả này là hợp lý vì tất nhiên con người ta sẽ quen thuộc với khuôn mặt cùng loài hơn. Và cuối cùng, trên đời này còn tồn tại cái gọi là thiên hướng thiên vị người đẹp, beauty bias. Tóm lại thì thực tế nước sơn cũng quan trọng không kém gì chất gỗ. Vì cả hai yếu tố là vẻ đẹp bên ngoài và tư chất bên trong đều ảnh hưởng đến cách mà con người ta tương tác với nhau. Từ rất lâu trước đây, khoa học đã chứng minh loài người có một sự thiên vị bẩm sinh cho các cá thể cùng loài mang khuôn mặt đẹp. Những người đẹp hơn thì dễ dàng xin được việc, họ cũng làm ra nhiều tiền hơn là những đồng nghiệp ít cuốn hút bằng. Và chúng ta thậm chí có xu hướng nghĩ rằng những người có nhan sắc sẽ thông minh và thân thiện hơn những người còn lại. Lang Loy và Angela Griffin đã tìm kiếm nhiều biểu hiện hơn cho một quan điểm dập khuôn rằng cái đẹp là cái tốt. Hai nhà nghiên cứu trên đã yêu cầu một số người bầu chọn một số bức ảnh những khuôn mặt phụ nữ trẻ theo thang điểm 5. Các nhà khoa học đã chọn ra 6 bức ảnh và có điểm bầu chọn thấp nhất và cao nhất. Họ cũng chọn ra 6 bức với điểm bầu chọn gần như là trung bình. Những hình ảnh này sẽ được xếp vào nhóm những khuôn mặt có độ cuốn hút ở mức trung bình. Gần 300 sinh viên được yêu cầu chiêm ngưỡng những bức ảnh theo thứ tự tự nhiên với 3 bức ảnh mỗi 4 giây. Và sau mỗi lần ngắm nhanh những bộ ba như vậy, các sinh viên sẽ phải trả lời những câu hỏi liên quan đến người trong bức ảnh cuối. Đơn cử như cô ta có thể thân thiện, tốt bụng hoặc thông minh ở cỡ nào. Và những người tham gia dù nam nữ đều xếp người có khuôn mặt không thu hút vào nhóm ít khả năng thông minh và hòa đồng hay là có khả năng giúp đỡ người khác. Những người có vẻ ngoài đẹp ở mức trung bình và cực kỳ đẹp được xếp hạng gần như tương đương nhau trong câu hỏi về nhân cách. Griffin và Lang Loy sau đó lặp lại cuộc thí nghiệm với những đứa trẻ từ 7 đến 9 tuổi và kết quả nhận được cũng tương tự. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết có lẽ khuôn khổ được đặt ra không hẳn là cái đẹp là cái tốt, mà cũng có thể chính xác hơn là xấu xí thì tệ.
họ đưa ra nghi vấn có lẽ những gương mặt không đẹp thì trông không giống những khuôn mặt thông thường của khuôn mặt chuẩn mực. Có thể rất khó để chúng ta ngừng đánh giá người khác theo khuôn mẫu. Nhà nghiên cứu Lidl nói rằng, ngoại hình là điều đầu tiên mà chúng ta đánh giá mọi người. Tuy nhiên, nhận thức được thành kiến ấy tồn tại là một bước quan trọng. Ông ấy lấy ví dụ rằng, những người đẹp không hề thông minh hơn, và một kết luận được đưa ra rằng, khi chúng ta tiếp hiểu rõ một người, ngoại hình bề ngoài trở nên ít quan trọng dần đi. Bà Senin cũng đồng ý và nêu ra rằng, việc hiểu biết và nhận thức về những thiên vị đang tồn tại trong tiềm thức của chúng ta và từng bước một làm giảm bớt những thiên vị này một cách tỉnh táo là một vấn đề quan trọng. Điều này có thể giúp ngăn con người ta phân biệt đối xử với những người không có nhan sắc nổi trội. Bạn nghĩ sao về những nghiên cứu được đề cập đến trong bài? Theo bạn, điều gì làm nên một khuôn mặt đẹp? Và có phải ngoại hình đẹp với bạn cũng đồng nghĩa với một cơ thể khỏe mạnh và tính cách thân thiện hay không? Hay có khía cạnh nào khác về chủ đề này mà bạn muốn chia sẻ cùng Spider Room hay không? Để lại bình luận cùng chúng mình nhé. Cảm ơn đã xem hết video. Hẹn gặp lại sớm nha.